anh chị, hiện nay với chương trình EB5 mức đầu tư là 800.000 đô thì vẫn được rất là nhiều anh chị quan tâm. Tuy nhiên, để huy động cũng như là thanh khoản bất động sản của mình thì tình hình hiện tại nó rất là nhiều cái vấn đề. Nên là để mà có thể hỗ trợ được quý anh chị trong chương trình thì Citizen Pathway cũng như là đối tác của chúng tôi đã đưa ra được những cái giải pháp để mà có thể hỗ trợ và giúp các anh chị tham gia vào chương trình EB5 với mức đầu tư chỉ 500.000 đô thôi. Và đó là giải pháp nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin về giải pháp này. Citizen Pathway cũng là đơn vị tiên phong để mà đưa những giải pháp này đến quý anh chị nhà đầu tư để mà có thể tham gia kịp trong chương trình EB5 trong giai đoạn này. Và hiện tại thì cũng có rất là nhiều khách hàng quan tâm đến gói vay tài chính này. Thì Trudy có thể chia sẻ thêm một vài thông tin về gói vay này được không ạ? Dạ được. Cảm ơn chị Tú. Chào các anh chị. Như chúng ta biết là hiện nay nếu mà muốn làm chương trình EB5 với số vốn 800.000 USD thì gần như các nhà đầu tư phải chuẩn bị đủ 800.000 USD cộng với phí quản lý dao động từ khoảng 60 tới 70.000 USD thì chúng ta mới có thể nộp hồ sơ. Nhưng luật của Sở Di trú Mỹ cho phép chúng ta có thể đang trong quá trình thực hiện khoản đầu tư, thì điều đó có nghĩa là anh chị có thể thực hiện một khoản đầu tư nhỏ trước, sau đó là bổ sung khoản đầu tư đó gọi là góp vốn từng phần, hoặc là chúng ta có thể vay, đúng không ạ? Và cái khoản tiền từ cái nguồn vay của ngân hàng hoặc một quỹ tài chánh thì vẫn được phép coi là một cái khoản tiền hợp pháp. Và hiện nay với giải pháp tài chính của chúng tôi thì cung cấp cho khách hàng là chúng ta chỉ cần 500.000 USD ngay giai đoạn đầu, 300.000 USD chúng ta có thể vay khoản vay tín chấp với lãi suất là 7% một năm. Và bất kỳ khi nào các anh chị có sẵn cái nguồn 300.000 để trả lại hoặc là một phần để trả lại thì chúng ta không mất phí trả nợ trước hạn. Và có thể nói đây là một giải pháp rất là tốt, bởi vì là 7% so với mức lãi suất ngay tại Mỹ hay ngay cả Việt Nam, và tín chấp thì vẫn là cái mức lãi suất rất là thuận lợi và rất là tối ưu trên thị trường. Và với khoản vay này thì chúng ta sẽ tham gia tín chấp đúng không Trudy? Dạ đúng rồi. Tín chấp có nghĩa là khách hàng dựa trên cái năng lực tài chính của khách hàng thẩm định tại Việt Nam cũng như là dựa trên cái khoản đầu tư của khách hàng với một dự án ngay tại Mỹ một cách hợp pháp thì quỹ đầu tư đã có thể cho chúng ta vay cái khoản vay này, và chúng ta có thể cộng 500, 300 thành 800 và chúng ta đã có thể đầu tư và nộp đơn lên Sở Di trú. Cảm ơn Diệp Trúc, và hy vọng những thông tin này rất là hữu ích đến các anh chị đang trong quá trình tìm hiểu chương trình cũng như là có những cái kế hoạch phù hợp cho gia đình mình trong chương trình định cư Mỹ EB5. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những câu hỏi tiếp theo. Cảm ơn chị.